Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Toàn bộ 3.254 câu thơ truyện Kiều lần đầu tiên được đưa vào lịch Tết 2017. Phát hiện vụ khai thác tập kết gỗ lậu ở huyện Mờ Rắc, Đắk Lắk. Thực trạng nhà văn hóa ở nhiều nơi bị biến tướng và sử dụng sai mục đích. Thưa quý vị, vào sáng ngày 2 tháng 10, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, bộ lịch Xuân Đinh Dậu 2017 truyện Kiều chính thức ra mắt người dân thành phố Hồ Chí Minh với toàn bộ 3.254 câu Kiều được thiết kế và họa tranh đặc sắc. Sự ra đời của bộ lịch truyện Kiều với việc đưa vào 365 tờ lịch trên tổng số hơn 3.000 câu Kiều là sự giới thiệu một cách đầy đủ nhất đến người dân, đến những người yêu mến các tác phẩm văn học. Và tôi cho rằng đây là một ý tưởng quá tuyệt vời, quá độc đáo. Chúng ta xem ngày thì đồng thời chúng ta đọc được những câu thơ Kiều, chúng ta thấm đẫm được cái tinh thần của cụ Nguyễn Du. Lần đầu tiên ở Việt Nam, truyện Kiều được thể hiện bằng lịch blog với 3.254 câu thơ lục bát cùng lời chú giải và 365 bức tranh minh họa sẽ một lần nữa tôn vinh đại thi hào Nguyễn Du về những đóng góp to lớn của ông cho nền văn chương Việt Nam và thế giới. Vào tối ngày 1 tháng 10, tại Lào Cai đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc. Đây cũng là dịp khơi dậy ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong cộng đồng, đánh thức tiềm năng phát triển du lịch vùng Tây Bắc. Tại đây, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc đã diễn ra sôi nổi. Điểm nổi bật của ngày hội năm nay là sự kết nối các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại cùng một không gian địa điểm. Thông qua ngày hội, người dân nơi đây đã có dịp giới thiệu và quảng bá các giá trị di sản văn hóa dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của các tỉnh Tây Bắc đã có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật. Chuyển sang một thông tin khác. Sau trận ngập lịch sử cuối tháng 9 vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh, người dân các vùng bị ngập sâu đang lo lắng dịch bệnh có thể phát sinh vì đi liền với ngập là muỗi phát sinh và môi trường trong khu vực bị ô nhiễm. Khu vực phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, người dân phải xây gấp bức tường gạch bao quanh nhà và sẵn sàng các biện pháp ngăn nước. Dù tốn tiền cho chống ngập nhưng nỗi lo dịch bệnh đang canh cánh nhất là các bệnh ngoài da do người dân phải lội nước bẩn và dịch bệnh do muỗi. Tường nhà nó ngập sâu vậy là nhà tôi phải chịu rồi. Ngứa chân là thứ nhất là tôi phải mang mua nhà tôi mỗi người là một cái ủng hết phải mang vô chứ thôi là bao nhiêu nước là dưới hố ga là bơm lên là già tràn vô nhà tôi hết. Dạ muỗi thì nhiều lắm cô. Tối độ nó cắn dữ lắm mà nước ngập thì dơ lắm, nước đang thui. Tôi đi ra vô phải mang ủng. Tại khu vực quận 2 nơi có nhiều dự án đang xây dựng, việc ngập úng đất trống, cỏ hoang, bãi rác tự phát đã trở thành môi trường lý tưởng cho muỗi sinh sôi. Nước nó ngập dư trong này rác trong này nó tràn ra. Rồi muỗi dữ lắm, thì ở trong nhà chỉ biết dân ngủ thôi, chứ biết phòng sao, giờ muỗi quá muỗi á. Ngoài ra, người dân dùng nước giếng ở vùng ngoại thành đang hết sức lo lắng khi nước ngập ảnh hưởng tới chất lượng nước giếng. Hiện tại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dịch bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng đang phát triển nhanh. Chính vì thế mà nỗi lo về các loại bệnh này có thể tăng nhanh trong những ngày tới do ảnh hưởng của mưa ngập là điều rất cần quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều tháng nay, các hộ gia đình ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội bức xúc khi hóa đơn tiền điện tăng cao, trong khi nhu cầu sử dụng điện của gia đình thì vẫn không thay đổi. Sở Công Thương thành phố Hà Nội cũng đã có kết quả kiểm tra việc mua bán điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Phương trên địa bàn của xã Hữu Bằng là hoàn toàn tuân thủ theo quy định. Tuy nhiên, kết luận này vẫn không nhận được sự đồng tình của người dân. Vậy có hay không sự khuất tất trong cách tính tiền điện cho người dân? Nhà chị Mai có 4 người, tiền điện 4 tháng đầu năm 2016 chỉ dao động dưới 1 triệu 600 nghìn đồng mỗi tháng. Nhưng từ tháng 5 năm 2016, vẫn cùng một mức sinh hoạt, tiền điện lại tăng gấp đôi và thậm chí tăng lên tới hơn 4 triệu 300 nghìn đồng vào tháng 8 năm 2016. Thuê thợ điện kiểm tra, không thấy rò rỉ điện, hộ dân đã lắp thêm công tơ thứ 3 giám sát và phát hiện sự chênh lệch giữa hai công tơ điện. Sau khi kiến nghị thì tiền điện lập tức giảm một nửa. Điều này càng khiến hàng trăm người dân nghi ngờ có sự khuất tất. Khi mà nó tăng một cách nhanh như vậy, và khi thắc mắc nhiều ấy, họ thay đổi đồng hồ và để chỉ có tháng trước tháng sau mà nó là những 2 triệu thì mình không biết giải quyết như thế nào. Đấy, bây giờ một tháng là mất 4 triệu 20. Tôi thắc mắc nhiều quá thì vừa rồi là cái tháng vừa rồi đâu 2 triệu mấy ấy. Đấy, thế thì bây giờ là nó quá nhiều.
mới lấy thế nào chúng tôi cũng phải đóng. Giải thích từ công ty Tây Phương cho biết chỉ có sự nhầm lẫn chỉ số công tơ đối với một hộ gia đình và đã xử lý xong. Còn tiền điện tăng cao là do giá điện bậc thang. Mặt khác, những công tơ của các hộ gia đình lắp thêm đều chạy chậm từ 13 tới 17% so với công tơ của công ty. Câu trả lời này không nhận được sự đồng tình. Điều mà người dân mong muốn là được trực tiếp mua điện từ ngành điện để tránh khuất tất từ trung gian như thế này. Vừa qua, Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững đã đưa ra ý tưởng khá lạ là lập một tour du lịch Formosa với 4 điểm tham quan tại 4 tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường xảy ra tại khu vực này. Ý tưởng này đang gây nhiều tranh cãi và vấp phải sự phản đối của nhiều chuyên gia cũng như các địa phương do thiếu tính khả thi, không mang tính thực tiễn. Theo ý tưởng của Liên hiệp Khoa học Phát triển Bền vững, tour du lịch Formosa đi qua 4 tỉnh vừa chịu ảnh hưởng trực tiếp về sự cố môi trường biển cho công ty gang thép Hương nghiệp Formosa gây ra. Nhóm đề xuất xây dựng 4 điểm tham quan với chủ đề như mối tình cá thép, huyền thoại nàng cá gỗ, thép đã tôi thế đấy và cá quá rồng. Mặc dù nhiều chuyên gia và đại diện các tỉnh miền Trung đều thừa nhận đây là một ý tưởng tốt, song chưa mang tính thực tiễn và không phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương. Ý tưởng là chưa gắn với cái lịch sử văn hóa của một số vùng miền, thì cái này cần phải điều chỉnh. Thứ hai nữa là cái giải pháp, ý tưởng thì rất tốt, nhưng mà giải pháp đưa ra là nó chưa cụ thể. Hiện nay, 4 tỉnh miền Trung chịu hậu quả nặng nề của sự cố môi trường đang từng bước tìm các giải pháp cải thiện lại tiềm năng du lịch vốn có tại đây. Theo nhiều chuyên gia, để khôi phục lại tiềm năng du lịch tại các tỉnh này, cần có giải pháp cụ thể và thực tiễn hơn để hỗ trợ cuộc sống của người dân nơi đây, hơn là các ý tưởng thiếu tính khả thi như tour du lịch Formosa. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương được thiên nhiên ưu đãi, sở hữu vịnh biển chiến lược, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa rất có lợi thế để phát triển kinh tế biển, trong đó có loại hình du lịch biển đảo. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, hoạt động du lịch biển của Cam Ranh vẫn cứ lẩn quẩn bó hẹp trong phạm vi tự phát, tồn tại nhiều bất cập. Dù có một vài sản phẩm du lịch tâm linh, chăm sóc sức khỏe, ngâm khoáng bùn, nhưng nói đến Cam Ranh, sản phẩm nổi trội hơn cả vẫn là du lịch biển đảo tự phát. Hiện tượng gây sốt trong 3 năm nay là đảo Bình Ba rồi đến Bình Hưng với lượng khách tham quan dã ngoại tăng đột biến từ 30-40%. Tuy nhiên, từ khi quyết định 44 ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế bảo đảm an ninh an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh có hiệu lực, đảo Bình Ba thuộc một trong 3 điểm không được phát triển các loại hình du lịch. Điều này khiến khách du lịch giảm hẳn. Trước khi có quyết định 44 thì mỗi tuần thì khoảng hơn 1.000 khách, đặc biệt là những ngày lễ lớn thì lượng khách trên đảo thì khoảng từ 3-4 ngàn. Còn sau khi có quyết định 44 thì hầu như nó giảm khoảng 5-60% lượng khách. Một số nhà đầu tư đã lỡ thực hiện dự án ở xã Cam Bình cũng bỏ dở dự án. Không thể đầu tư, không có loại hình mới, hoạt động du lịch lại rơi vào cảnh ế ẩm, trầm lắng. Khó khăn trong việc xác định ranh giới giữa dân sự và quân sự, giữa kinh tế với quốc phòng khiến thành phố Cam Ranh cho đến nay vẫn chưa thể xây dựng một quy hoạch tổng thể hay đề án phát triển du lịch trong giai đoạn sắp tới. Khi chưa có quy hoạch thì hoạt động dịch vụ của Cam Ranh vẫn chỉ lẩn quẩn trong dòng tự phát. Tiếp theo sẽ là những thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Vào chiều ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan đến một bãi tập kết gỗ khai thác trái phép ở khu rừng phòng hộ núi Vọng Phu thuộc huyện Mật Rắc. Trước đó, ngày 30 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một bãi tập kết gỗ tại tiểu khu 718, huyện Mật Rắc. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện có 65 lóng gỗ khai thác trái phép với tổng khối lượng 35 mét khối các loại. Tổ công tác còn phát hiện hai chiếc xe độ chế chuyên vận chuyển gỗ từ rừng ra bãi tập kết và một lán trại do lâm tặc dựng lên để hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 4 đối tượng khai nhận đã được một người không biết tên thuê vào đây để vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. Vào tối ngày 1 tháng 10, một tài xế ô tô 7 chỗ đã may mắn thoát chết. Khi chiếc ô tô đậu bên đường thì bị chiếc xe tải lao đến tông trúng khiến phương tiện bị hư hỏng nặng và biến dạng. Cú tông mạnh đã khiến ô tô lao về phía trước, hút văng hai đoạn giải phân cách cứng bằng bê tông ra khỏi hàng. Chiếc ô tô nổ lốp trước, đầu và đuôi xe hư hỏng nặng, bể kính chắn gió. Tài xế may mắn không bị thương nhưng đã bị một phen hoảng loạn. Cũng khoảng 19 giờ cùng ngày, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe máy đang lưu thông ngược chiều. Bất ngờ trước tình huống xe máy sang đường đột ngột, tài xế xe tải đã không kịp xử lý, kéo lê người và xe máy hơn 100 mét về phía trước. Tài xế xe máy nằm bất động dưới gầm xe. Hiện nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, nhà nước đầu tư xây dựng nhà văn hóa với mục đích làm nơi sinh hoạt chung của cộng đồng, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt học tập, giao lưu văn hóa cho nhân dân trên địa bàn. Thế nhưng những năm gần đây, nhiều nhà văn hóa đang bị biến tướng thành nơi kinh doanh, tập kết xe cộ. Điều này khiến cho người dân không khỏi bức xúc, phản ánh thực trạng tại thành phố Hà Nội.
tổ chức sự kiện, tiệc cưới, nơi trông giữ xe du lịch 4 chỗ đến 16 chỗ. Phòng đọc sách trở thành nơi cho thuê tập yoga. Đây là thực trạng đang diễn ra tại nhà văn hóa số 4, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Chính thức đưa vào sử dụng từ cuối năm 2015, sau gần một năm nhà văn hóa vẫn chưa thu hút được người dân đến đây để sinh hoạt. Nhiều phòng vẫn đóng cửa bỏ không. Bởi vì cái xe thì nó không nhiều. Xe thì ở đây thí dụ như là có thể là người ta gửi qua buổi đêm. Vì quy định không đỗ xe ở ngoài đường để gửi qua đêm. Thì cái lượng này thì ít. Thế cả là cái nước đôi thì nó chỉ là tạm thời mấy hôm xong đi ngay. Cho nên việc không chỉ ra kiểm tra nó rất sạch sẽ. Bởi vì thế này, chúng tôi có thể là tận dụng tất cả những cái điều có thể là chúng tôi sẽ tận dụng, miễn là làm sao nó không ảnh hưởng. Tương tự như vậy, trung tâm văn hóa quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng đang bị xẻ thịt biến tướng thành bãi gửi xe tải, quán cà phê. Được xây dựng với nhiều kỳ vọng về sự thay đổi trong sinh hoạt văn hóa cho người dân, song trên thực tế ở nhiều nơi, các nhà văn hóa mới chỉ là nơi hội họp đơn thuần, chức năng phục vụ cho các hoạt động giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của người dân vẫn còn thưa thớt. Quán này thuê vào khoảng 2 năm rồi. Ngay từ lúc làm việc, ngay từ lúc xây dựng lên thì đã bắt đầu cho thuê. Còn đâu mục đích của họ làm gì và cho thuê như nào thì không rõ. Nói chung là người dân xung quanh đây người ta cũng nói nhiều, người ta cũng, nói chung là người ta cũng không buồn quan tâm nữa. Thực trạng nhà văn hóa ở nhiều nơi bị biến tướng và sử dụng sai mục đích khiến người dân không khỏi bức xúc. Nhà văn hóa là đất công phục vụ cho nhu cầu dân sinh, vui chơi giải trí, song lại bị cắt xẻ như hiện nay, rất cần sự giải quyết triệt để hơn từ các cấp chính quyền. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Quản trị tích cực hỗ trợ ngư dân sau sự cố môi trường biển. Lâm Đồng, ngư dân trồng đương quy thu tiền tỷ. Xe thô sơ, ba bánh vẫn hoạt động trên đường phố, trách nhiệm thuộc về ai?